thích của Hoàng Phi về bạn fan tham gia chương trình? Một cô gái rất thú vị, rất năng động và cá tính. Phi nghĩ là một người trẻ nên có được những cái nguồn năng lượng như vậy. Bạn ấy tạo cho mình cái cảm giác thoải mái, muốn chia sẻ những cái điều mà mình nghĩ trong lòng một cách rõ ràng, chân thật nhất. Một cô gái cực kỳ thú vị. 3 từ để diễn tả bạn fan: nhiệt tình, đáng yêu và lắc léo. Công việc hiện tại và kế hoạch trong tương lai? Phi vẫn đang tham gia công việc mà Phi yêu thích nhất, đó là diễn viên sân khấu kịch. Ở trong giai đoạn giãn cách này thì công việc đó được tạm ngưng lại, nhưng mà không sao hết. Nó chỉ là làm cho mình cảm thấy nghiêm túc về cái nghề mình hơn. Mình có thời gian để ngồi nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong khoảng thời gian qua và củng cố lại cái lòng yêu nghề của mình hơn. Mình nghĩ đây là một khoảng thời gian cực kỳ thú vị và Phi sẽ nhớ mãi. Những dự định sắp tới, ngoài những bộ phim sắp ra mắt, Phi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa cho sân khấu kịch. Phi cảm thấy cực kỳ nhớ nó trong khoảng thời gian không được đi làm. Phi nghĩ là sau đợt giãn cách này, Phi sẽ dành nhiều công sức, nhiều trí lực hơn cho bộ môn đó. Thần tượng trong nghề của Hoàng Phi là ai? Đối với Phi, cứ ai lớn tuổi hơn, ai giỏi hơn mình, ai có thể mang tới những cái điều để bổ sung cho mình thì đều là những người mà Phi đáng thần tượng hết. Người lớn cũng có, các bạn trẻ cũng có nữa. Các bạn trẻ có nguồn năng lượng và những cái suy nghĩ mới của các bạn trẻ cũng là một cái động lực để cho Phi có thể làm mới mình mỗi ngày. Thử thách tìm ra thần tượng trong lòng Hoàng Phi. Tiên thì sẽ là nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ và Khả Như. Lâm Vĩ Dạ và Khả Như. Phi nghĩ là chị Lâm Vĩ Dạ. Thật ra chị Lâm Vĩ Dạ bằng tuổi Phi, nhưng mà Phi kêu bằng chị là tại vì chị Lâm Vĩ Dạ là vợ của một người anh trong nghề, anh Nú Minh Đạt. Và Phi ít được làm việc với chị Dạ hơn, cho nên Phi nghĩ là những cái tò mò, những cái gì đó nó nghiêng về chị Dạ hơn. Còn Khả Như thì Phi đã làm việc chung với Khả Như 10 năm rồi, mình hiểu nhiều quá rồi, cho nên mình chọn một cái đối tượng mình chưa hiểu nhiều để có thể tò mò về họ hơn, và Phi chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Nam Thư và Khởi My. Nam Thư và Khởi My, Phi nghĩ là Khởi My. Chưa bao giờ Phi có một cái suy nghĩ nào vẫn đục về cô gái đó. Khởi My vẫn luôn mang tới cho Phi một cái nguồn năng lượng trong trẻo, trong sáng, một người cô gái tuyệt vời. Xuân Ca và Diệu Nhi. Tôi không thần tượng hai cô gái này. Khủng khiếp lắm, mọi người làm việc chung với nhau và biết hai cô gái này cực kỳ khủng khiếp. Họ là một cặp bài chung với nhau ở sân khấu. Tôi nghĩ là Phi dành sự quan tâm cho Buka và Diệu Nhi ngang bằng nhau. Lê Lộc và anh Duy Phương. Cái gì? Lê Lộc với anh Võ Tấn Phát đó hả? Không, tôi không thích anh Võ Tấn Phát à. Thích Lê Lộc à. Lê Lộc đáng yêu, dễ thương, mặt mày tròn chỉnh, mũm mỉm. Thế lực gia đình thì thuộc dạng kinh khủng. Tôi nghĩ là Lê Lộc, tôi thần tượng Lê Lộc hơn là Võ Tấn Phát. Điều mà Phi có cảm tình nhiều với Lê Lộc hơn đó chính là về gia đình của Lộc. Có một điều nhỏ, hồi đó Phi lục trong bóp của ba Phi á, có một tấm hình của chú Duy Phương mặc đồ Tam Tạng rồi các thứ. Lúc đó Phi biết là thì đã ba mình thần tượng nghệ sĩ này. Rồi sau đó Phi được làm việc cùng với lại Duy Phước và Lê Lộc để có kể câu chuyện này ra và mọi người wow vậy hả. Cho nên hình như cũng chính vì cái chuyện đó cho nên Phi dành nhiều tình cảm cho Lê Lộc và Duy Phước hơn những nghệ sĩ trẻ khác. Phi nghĩ là đó là một cái kết nối từ lúc nhỏ. Thật ra đó chỉ là cái cảm nhận của Phi thôi, cảm nhận của Phi về hai cái nhân vật được đưa ra thôi, chứ còn nãy giờ tất cả những nghệ sĩ được đọc tên đều là những nghệ sĩ rất được khán giả yêu mến và để lại trong lòng của khán giả một cái dấu ấn gì đó rất riêng. Nghệ sĩ mà Hoàng Phi yêu thích nhất. Nghệ sĩ mà anh cảm thấy yêu thích nhất, anh nghĩ là Diệu Nhi. Hả? Phi được làm việc với Diệu Nhi từ những ngày đầu. Phi không tin Diệu Nhi sẽ nổi tiếng, Phi không tin là Diệu Nhi sẽ thành công. Phi nghĩ là Diệu Nhi thiếu quá nhiều thứ để trở thành một ngôi sao. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ đầu tiên, tại vì lúc đầu Nhi mới ra trường, cái kiểu diễn điên khùng nó làm cho mình nghĩ cô héo này không thực sự nghiêm túc. Nhưng mà cái suy nghĩ đó khi mà làm chung với Nhi thì nó thay đổi. Nhi cho mọi người thấy là Nhi là một nghệ sĩ nỗ lực cực kỳ, và những thành công Nhi có hiện giờ là do sự nỗ lực của Nhi, và mình không thể nào phủ nhận điều đó. Đó lý do tại sao Phi tin là Nhi vẫn còn có thể tiến xa được hơn trong con đường này, về kể cả bi, về kể cả hài, tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ với cái sự nỗ lực của Nhi thì Nhi có thể hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào Nhi đặt ra. Đó lý do tại sao Phi cảm thấy là Phi quý mến Nhi, một người em trong tất cả những nghệ sĩ. Mong là các bạn sẽ cùng đón xem chương trình để xem khán giả gặp gỡ thần tượng sẽ có điều gì thú vị. Giờ phát sóng của chương trình đó chính là 13h15 trên kênh HTV7. Các bạn hãy theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.